dựng ở bên đàn, có ghi chữ mấy ngàn ta xem qua cho tường tình. Thì ra đây là chiêu phố bài đi mấy bài to tứ truyện con gái gì phân liễu bồ chẳng biết chẹn ngã chân cùng đêm nhan sắc hầu chiêu ghéo khách nó mới dạng hồ nhà thanh bập nà khoe tài sao khỏi tiếng thị phi, làm như vậy ta phá chứ rồi để nó mà chi. Được như thế, cứ dòng họ nó khỏi thị phi dữ thế.
sự ý bị nàng bắt giữ. Đấng anh hùng giảng tử Hà Từ, thà chết dinh sống chia cho hổ ngươi. Bắt được ta rồi, giết ta đi. Nếu để ta sống, nàng lỡ cười lỡ khóc cái ta đó. Nè Cao công tử, không có cao gì chưa trọi á. Nghệ sĩ Bình Trang và nghệ sĩ Ngân Linh với trích đoạn Lưu Kim Đính.